Xin chào các em đang xem cái trên truyền hình. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái ứng dụng của cái phương trình bậc 2 thông qua cái việc khảo sát cái vị trí tương đối giữa cái đường thẳng với lại parabol. Và đối với đường thẳng và một parabol bất kỳ thì chúng ta xem xét, và trong những cái bài đường thẳng parabol trước thì thầy và các bạn cũng thấy nhận xét rằng nó sẽ có một số cái trường hợp liên quan đến vị trí tương đối giữa đường thẳng và parabol như sau. Thứ nhất là đường thẳng nó sẽ cắt parabol tại hai điểm. Thứ hai, đường thẳng sẽ tiếp xúc với parabol, hay nói khác là có điểm chung duy nhất với parabol. Và trường hợp thứ ba đó là đường thẳng và parabol không có giao nhau, không có điểm chung. Và trong những phần trước thì chúng ta chỉ xem xét cái vị trí tương đối này dựa trên cái đồ thị hàm số. Thì bài hôm nay chúng ta nhắc đến cái vị trí tương đối này thông qua cái việc mà tính toán bằng cái phép tính của cái phương trình hoành độ giao điểm. Như vậy thì cụ thể hơn, chúng ta sẽ cùng nhau nhắc đến cái một số cái vấn đề lý thuyết trong cái bài toán này. Để xác định cái vị trí tương đối giữa parabol P có dạng y bằng ax bình và đường thẳng D nhỏ có dạng y bằng mx cộng n, thì chúng ta làm các bước như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ xem xét trên cái phương trình hoành độ giao điểm của P và D, đó là phương trình ax bình bằng mx cộng n. Và trong cái phương trình này thì chúng ta thấy là ax bình bằng mx cộng n, thì chúng ta sẽ biến đổi tương đương để chúng ta có được cái phương trình như sau. Đó là chúng ta chuyển cái mx cộng n sang vế tay trái, chúng ta sẽ có được phương trình đó là ax bình trừ mx trừ n bằng 0. Thầy đặt đây là phương trình sau, và phương trình sau này là một cái phương trình bậc 2 một ẩn. Do vậy nó sẽ có 3 trường hợp tương ứng ở phía dưới. Thứ nhất, sau có hai nghiệm phân biệt. Thứ hai là sau có nghiệm kép, và thứ ba là sau vô nghiệm. Thì khi phương trình sau này có hai nghiệm phân biệt thì điều này tương đương với D cắt P tại hai điểm phân biệt. Phương trình sau có nghiệm kép. Điều này tương đương với D tiếp xúc với P. Phương trình sau vô nghiệm. Điều này tương đương với D và P không giao nhau. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đến bây giờ thì chúng ta có thể không cần dựa trên cái đồ thị hàm số nữa để xác định cái vị trí tương đối giữa đường thẳng với parabol, mà chúng ta dựa vào cái việc tính toán để chúng ta có thể xác định được cái vị trí tương đối với đường thẳng parabol. Và cái vị trí tương đối với đường thẳng parabol này thì nếu chúng ta tính toán được thì chúng ta sẽ tính ra được những cái giá trị giao điểm, những cái giá trị của cái tọa độ giao điểm một cách chính xác thông qua cái phương trình, việc giải quyết cái phương trình hoành độ giao điểm này. Còn đối với cái việc mà xác định cái giao điểm thông qua cái phương pháp đồ thị thì nó sẽ có một số cái yếu tố không thuận lợi khi giao điểm, đó là những cái tọa độ có những cái giá trị nó không nguyên, hoặc là những giá trị nó liên quan đến số vô tỷ, vân vân. Như vậy thì rút lại, chúng ta xem xét cái đường thẳng và parabol có vị trí tương đối như thế nào thì chúng ta sẽ dựa vào phương trình hoành độ giao điểm giữa cái parabol và cái đường thẳng đã cho. Và thông qua cái việc xét cái phương trình hoành độ giao điểm đó và cái sự tương ứng giữa số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm là cái sự tương ứng giữa cái giao điểm mà cái parabol và đường thẳng này có cắt nhau hay không cắt nhau hay tiếp xúc. Và đối với cái bài toán thì chúng ta có thể áp dụng cái xem xét cái phương trình hoành độ giao điểm này để chúng ta tìm cái tọa độ giao điểm của đường thẳng và parabol. Như vậy thì bước vào một cái bài toán cụ thể thì chúng ta có thể xem xét rõ hơn và cùng nhắc lại các kiến thức liên quan phần này.
chúng ta cùng nhau đi vào cái bài đầu tiên. Bài tập như sau. Cho parabol B y bằng trừ 0,25 x bình và đường thẳng D lớn y bằng 2x cộng 3. Câu A. Vẽ P và D trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Câu B. Xác định vị trí tương đối của P và D bằng phép toán và tìm tọa độ giao điểm nếu có. Như vậy thì trong bài tập này thì đề bài cho một cái parabol rất là cụ thể, đó là y bằng trừ 0,25 x bình và một cái đường thẳng D lớn cho trước luôn, đó là y bằng 2x cộng 3. Như vậy thì chúng ta có thể vẽ cái đường thẳng với parabol này trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Và từ đó chúng ta có thể nhận xét được cái vị trí tương đối của cái đường thẳng và parabol. Tuy nhiên thì câu B của đề bài yêu cầu là chúng ta xác định vị trí tương đối bằng phép toán, có nghĩa là chúng ta phải dựa trên cái phương trình hoành độ giao điểm của parabol với đường thẳng này. Nên cái việc yêu cầu như vậy thì mặc dù chúng ta đã vẽ trên cùng mặt phẳng rồi, nhưng chúng ta vẫn phải xác định theo cái phương trình hoành độ giao điểm. Và như vậy thì chúng ta cùng xem xét câu A của cái bài này. Câu A thì yêu cầu chúng ta vẽ P và D trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Như vậy muốn xem xét câu A thì chúng ta phải trải qua các bước như sau. Với cái parabol P chúng ta là y bằng trừ 0,25 x bình và đường thẳng D chúng ta là y bằng 2x cộng 3. Muốn vẽ được parabol đường thẳng thì việc đầu tiên chúng ta sẽ xác định tập xác định là R. Và sau đó thì chúng ta sẽ cho các bảng giá trị của parabol và đường thẳng này. Như vậy thì cũng nhắc các bạn là trong cái bảng giá trị của parabol thì tối thiểu chúng ta sẽ cho 5 điểm. Và đối với 5 cặp điểm đấy và đối với đường thẳng thì chúng ta cho 2 cặp điểm là đủ rồi. Và trong cái parabol y bằng trừ 0,25 x bình này thì nếu bạn nào khéo léo xem xét thì chúng ta thấy rằng trừ 0,25 x bình này cũng có thể là trừ 1/4 x bình đấy các bạn. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể cho những cái cặp giá trị, có thể là 7 giá trị gồm các cặp như là 1-1, 2-2, 4-4 vân vân. Đồng thời là 0,0 là chắc chắn cái góc tọa độ thì bao giờ cũng phải có. Thì chúng ta phải có thể vẽ chính xác cái bài toán này. Do vậy thì từ cái nhận xét đó thì thầy sẽ cho các cặp giá trị như sau. X thầy chọn các cặp giá trị đó là -4, -2, -1, 0, 1, 2, 4. Tương ứng với -4 sẽ là -4, tại vì -0,25 nhân với lại -4 tất cả bình thì chúng ta sẽ ra được là -4. Tương ứng với -2, -2 bình là 4 nhân với lại -0,25 là -1. Tương ứng với -1 sẽ là -0,25 hay nói khác là -1/4. 0,0. Và nhờ tính chất đối xứng thì những cái giá trị x bằng 1, 2, 4 thì tương ứng đối xứng qua y nó sẽ là -0,25, -1, -4. Như vậy thì ở đây thì tại sao thầy cho 7 cặp như vậy? Nếu thầy cho dừng lại ở 1 và 2 và -1 và -2 thì chúng ta thấy là cái giá trị nó hơi bị nhỏ. Vì x bằng -2 thì y chỉ là -1. Parabol chúng ta nhìn rất nhỏ, không cân đối. Nhưng mà nếu thầy cho đến giá trị cặp giá trị 4 hoặc là -4 x đấy thì chúng ta thấy rằng y nó cũng sẽ tương ứng là -4. Do vậy thì cái đồ thị cái parabol chúng ta nhìn có cân đối hơn, vì hoành độ với tung độ là dường như nó cách đều các hệ trục tọa độ, cái điểm mà chúng ta -4, 4 đấy nó cách đều hai cái hệ trục tọa độ. Và như vậy thì từ cái nhận xét này thì chúng ta sẽ cho 7 cái cặp giá trị.
và đặc biệt thì đối với cái parabol y bằng 1/4 x bình hoặc là trừ 1/4 x bình hoặc là 0,25 x bình gì đó vân vân, thì chúng ta nên cho 7 cặp giá trị để chúng ta vẽ cho nó chính xác. Và từ đó cái đường thẳng y bằng 2x cộng 3 thì thầy sẽ cho cái cặp giá trị như sau. Thầy chọn cái x bằng 0, thế vào y nó sẽ bằng 3. Thầy chọn x bằng trừ 2, thế vào y sẽ bằng 2 nhân trừ 2 là trừ 4, cộng 3 là trừ 1. Và từ cái việc cho cái bảng giá trị này xong thì chúng ta cùng nhau chấm các điểm trên cái parabol mà nó đi qua. Rồi sau đó chúng ta tiến hành vẽ ra parabol và đồng thời sau đó chúng ta tiến hành vẽ cái đường thẳng. Như vậy thì bước tiếp theo chúng ta sẽ xác định cái hệ trục tọa độ OXY vuông góc với nhau. Và chúng ta cùng nhau chấm các điểm mà parabol đi qua từ cái bảng giá trị chúng ta. Như vậy thì trên cái hệ trục tọa độ thì chúng ta sẽ chấm các điểm là trừ 4, trừ 4, trừ 2, trừ 1, trừ 1, 1 phần trừ 1 phần 4. Lưu ý các bạn tại sao thầy chọn cái trừ 1, trừ 1 phần 4 hoặc là trừ 0,25. Vì trong cái ô ly của chúng ta, trong cái tập của chúng ta đấy, thì cái phần ô ly nó là chia làm 4 ô. Do vậy cái việc mà lựa thành 1 phần 4 của cái ô đó thì cũng rất dễ dàng. Và tương ứng như vậy thì đối xứng qua thì chúng ta sẽ có các cặp điểm đó là 1 trừ 1 phần 4, 2 trừ 1, 4 trừ 4 như trên hình bên nhánh bên tay trái. Và chú ý các bạn, parabol này là trừ 0,25 x bình hệ số A bằng trừ 0,25 thì parabol này phải nằm phía dưới trục hoành. Và đến đây thì chúng ta có thể vẽ được cái parabol bằng cách chúng ta nối các điểm mà chúng ta đã xác định trên hình. Như vậy thì parabol này là parabol cái dạng nó tròn và nó hơi le ra ngoài. Do vậy thì chúng ta dùng cái đầu lớn của cái thước parabol để chúng ta vẽ. Và sau đó thì chúng ta sẽ xác định cái đường thẳng của chúng ta bằng cách là chúng ta chấm các điểm. Thứ nhất là điểm trừ 2, trừ 1 chúng ta đã có ở trên hình. Và thứ hai là điểm 0,3, đó là điểm nằm trên trục tung và có cái tung độ là 3. Như vậy thì sau khi vẽ xong thì chúng ta thấy rất rõ ràng rằng là hình như đường thẳng và parabol này cắt nhau. Và trên hình thì chúng ta chỉ thấy là chúng cắt nhau tại một điểm, đó là trừ 2, trừ 1. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn cảm giác rất rõ là nó có thể cắt tại điểm thứ 2. Và điểm thứ 2 này thì hình như có giá trị XY nó hơi lớn. Do đó thì bằng cái hình vẽ này thì chúng ta không thể xác định được cái tọa độ cái điểm giao điểm thứ hai. Và như vậy thì chúng ta cần phải xác định tọa độ giao điểm thứ hai thông qua cái chúng ta xét cái phương trình hoành độ giao điểm, hay nói khác bằng phép tính toán, chứ chúng ta không thể dùng hình vẽ đồ thị mà chúng ta xác định. Như vậy thì câu B chúng ta sẽ xem xét xác định cái vị trí tương đối giữa cái đường thẳng với parabol này. Parabol chúng ta là y bằng trừ 0,25 x bình, đường thẳng là y bằng 2x cộng 3. Như vậy chúng ta sẽ xét phương trình hoành độ giao điểm của parabol và đường thẳng này như sau. Và phương trình hoành độ giao điểm của parabol và đường thẳng là phương trình trừ 0,25 x bình cộng, xin lỗi, bằng 2x cộng 3. Thầy chuyển cái trừ 0,25 từ vế trái sang vế phải, thầy được phương trình tương đương 0,25 x bình cộng 2x cộng 3 bằng 0. Đây là phương trình sau. Giải cái phương trình sau này thì chúng ta sẽ xác định được cái đường thẳng và parabol như thế nào. Vì muốn giải phương trình sau thì chúng ta phải tính delta hoặc delta phẩy. Và chắc chắn rằng delta và delta phẩy sẽ rơi vào một trong các trường hợp, đó là lớn hơn 0, bằng 0 hoặc bé hơn 0. Đối với bài toán này thì chúng ta thấy rõ ràng rằng
đường thẳng này theo hình vẽ thì đã cắt parabol. Như vậy chắc chắn rằng delta chúng ta giải quyết ra nó sẽ là một cái giá trị lớn hơn 0. Và cụ thể hơn, phương trình sau này sẽ được có delta phẩy là một bình, tại vì b là 2 thì b phẩy là 1. 1 bình trừ a là 0,25 nhân c là 3. 1 bình là 1 trừ cho 0,75 nó sẽ bằng 0,25 lớn hơn 0. Căn delta lúc này sẽ là 0,5. Và từ cái delta phẩy này lớn hơn 0, chúng ta suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt. Và khi phương trình này có hai nghiệm phân biệt thì chắc chắn rằng đường thẳng sẽ cắt parabol tại hai điểm phân biệt. Và tương ứng muốn tìm được tọa độ hai điểm đó thì chúng ta cần phải xác định cái giá trị của x trong phương trình sau. Hay nói khác, đó chính là giá trị hoành độ của cái giao điểm mà đường thẳng và parabol cắt nhau. Như vậy thì từ việc xác định phương trình có hai nghiệm phân biệt và áp dụng công thức tính hai cái giá trị nghiệm x1, x2 thì chúng ta sẽ có được như sau. x1 sẽ bằng trừ 1 trừ căn delta phẩy là trừ 0,5 chia a là chia 0,25, thầy sẽ có được là trừ 1 trừ 0,5 là trừ 1,5 chia 0,25 là bằng trừ 6. Suy ra y1 sẽ bằng, thầy dựa vào công thức của đường thẳng d, thầy sẽ tính được y1 bằng 2 nhân x, có nghĩa là nhân cho trừ 6 cộng 3 trừ 12 cộng 3 là trừ 9. Như vậy thì cặp giá trị đầu tiên, giao điểm đầu tiên đó là trừ 6 trừ 9. Và chúng ta thấy rằng đây là cặp mà không xuất hiện trên hình vẽ. Và cặp giá trị thứ hai, x2 bằng trừ b phẩy là trừ 1 cộng căn delta là 0,5 chia cho a là 0,25, thầy sẽ có được là trừ 0,5 chia 0,25 bằng trừ 2. Suy ra y2 bằng, thế vào trong công thức y bằng 2x cộng 3 thì y2 sẽ bằng 2 nhân trừ 2 là trừ 4 cộng 3 bằng trừ 1. Như vậy thì trừ 2 trừ 1 sẽ là cặp tọa độ, sẽ là tọa độ của giao điểm thứ hai mà đã xuất hiện ở trên hình của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là từ cái việc giải cái phương trình bậc 2 của cái phương trình hoành độ giao điểm, chúng ta đã xác định được cái giá trị x1, x2 là hai cái giá trị hoành độ của cái giao điểm đường thẳng và parabol. Và từ đó, từ x1, x2 đó, chúng ta đã xác định được y1, y2. Và từ y1, y2 thì chúng ta xác định được cái tọa độ giao điểm của đường thẳng và parabol này. Mặc dù thì trong hình vẽ chúng ta sẽ không thấy được, không thể hiện được cái tọa độ hai giao điểm này trên cái hình vẽ, nhưng bằng cái việc tính toán thì chúng ta có thể tính được cái giá trị giao điểm của cái đường thẳng và parabol này. Và từ đó thì chúng ta có thể kết luận bài toán, đó là D cắt P tại hai điểm phân biệt là A có tọa độ là trừ 6, trừ 9 và B có tọa độ là trừ 2, trừ 1. Như vậy thì các bài tập hôm nay là chúng ta cùng nhau nhắc lại các kiến thức về việc mà chúng ta xác định cái vị trí tương đối giữa đường thẳng và parabol. Và xác định vị trí tương đối giữa đường thẳng và parabol cho đến ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là chúng ta dùng cái đồ thị của đường thẳng và parabol bằng cách là chúng ta vẽ đồ thị trên cùng một mặt phẳng tọa độ, nhận xét trên cái đồ thị đó. Phương pháp thứ hai đó là chúng ta dùng cái phương trình hoành độ giao điểm giữa đường thẳng và parabol. Và nếu cái phương trình này có hai nghiệm phân biệt tương ứng với lại delta hoặc delta phẩy lớn hơn 0 thì đường thẳng sẽ cắt parabol tại hai điểm phân biệt. Nếu phương trình này có nghiệm kép, điều này tương ứng với lại delta hoặc delta phẩy bằng 0 thì đường thẳng và parabol nó rơi vào trường hợp đặc biệt là tiếp xúc nhau, có một điểm chung duy nhất. Và trường hợp cuối cùng đó là delta hoặc là delta phẩy nhỏ hơn 0 thì đường thẳng và parabol không có điểm chung, hay nói khác là không giao nhau. Và trong quá trình chúng ta
xét cái phương trình hoành độ giao điểm, thì bằng cái việc giải cái phương trình hoành độ giao điểm đó thì chúng ta sẽ tìm được hoành độ của các giao điểm, và từ đó chúng ta sẽ xác định được tung độ của các giao điểm và tọa độ của các giao điểm mà chúng ta cần tìm. Bài học hôm nay đến đây là hết. Thầy hẹn các em ở cái bài sau cũng liên quan đến cái mối quan hệ giữa đường thẳng với parabola này. Xin chào các em.